chưa? Rồi. Sao vậy? Sao mọi người? Dạ rồi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Nhi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người thêm về một số mẫu áo đồ da cho các quý ông mà chơi các dòng xe Lexus. Thì ở đây á, mình đang có một bạn nam, đây là anh Bảo. Thường thường thì anh Bảo sẽ like, nhưng mà hôm nay cần có người mặc mẫu thì cần giới thiệu chỉnh chu hơn cho mọi người á, để mọi người thấy được Rồi. form dáng áo, rồi kiểu dáng và những các chức năng đi kèm của áo. Ở đây mình đang có mẫu này là mẫu Bermetus, thì nó là có được cách điệu. Ở đây có hai đường kẻo sọc trắng để nhấn mẫu. Thì thông thường các mẫu áo da á, bên mình vẫn luôn sẽ có kèm giáp vai, giáp ở khuỷu tay. Và ở đây phần tay áo sẽ có một cái nút gài để cố định giữ tay áo của chúng ta nó cố định lại á. Ở đây thì có một khóa zip nới size ra cho các anh em, hoặc là khi mà mình đi vào hơi bí nóng á, thì mình mở zip ra thì sẽ gió có khóa khí. Về phần cổ áo, ở đây cũng có một cái dài, mình có thể dài. Và áo da này ở bên trong đây sẽ có một cái túi, túi này thì mình có thể đựng vừa điện thoại, các dòng điện thoại cỡ lớn luôn, ví dụ 12 Pro Max vân vân, khá lên được. Ở ngoài này cũng có túi, hai hai bên túi. Anh camera cho em xin. Dạ rồi, đây túi hai bên. Đối với mẫu áo này á, thì nó sẽ không có phần đai. Đai ở đây, thông thường các mẫu áo cũng sẽ có phần đai để giúp thắt hơn, nhưng mà cái đối với mẫu áo này thì form nó đã ôm rồi, ôm dáng mình rồi. Em sẽ mở ra bên trong cho mọi người coi. Cho em xin cái mẫu này ra đi. Anh trở. Dạ đây. Ở đây cái zip này là cái áo, đây nó sẽ có một cái lớp lót đi kèm cho khi mà mình mua cái sản phẩm, cái áo áo này á, mình sẽ có cả một cái lớp lót đi kèm. Thì cái lớp lót đó mình sẽ phù hợp cho các thời tiết trời khí hậu lạnh hơn, ví dụ các dịp đi Đà Lạt, Sapa, hoặc là đi xa hơn, đi sang nước ngoài cũng được. Đây thì cũng có cả một cái túi, túi bên trong. Và rồi cái lớp vải này, đây là một lớp thoát khí. Thì thông thường á, mọi người sẽ suy nghĩ á, là mặc áo khoác da sẽ nóng bí, thì cái lớp này nó sẽ hỗ trợ là thấm hút mồ hôi, thì mình sẽ cảm giác là thoải mái và mát mẻ hơn á. Dạ, anh cởi áo ra luôn. Tội nghiệp anh nội quá, mang ba tay rồi. Rồi không, anh cởi một bên cũng được á. Ở đây phần lớp da giáp ở bên trong, ở đây nó sẽ có một cái túi đựng giáp bên trong. Cái giáp đây thì anh em có thể mua kèm, hoặc là đối với những người chơi xe lâu, nếu mà có sẵn giáp á, thì mình cũng sẽ tận dụng được cái giáp đó để mình bỏ vô. Thì đối với màu áo này thì giáp dùng cho là giáp size số 4. Nhìn đây, đây phần này là phần để đựng giáp, giáp lưng. Hiện tại thì bên em cũng có bán kèm giáp lưng luôn nếu mà mọi người thích. Và cái nữa, đối với áo, đây áo của Revit, thì thông thường sẽ có thêm một cái zip này.
Chiếc gài này thì mình sẽ được gài kèm chung với lại các quần quần bảo hộ của các chồng quần của Revit. Dạ. Còn khi khi mà mình cài cái zip này lại á thì nó tiện một cái là cho anh em khi đi xe á mình sẽ không sợ bị lộ lưng khi mà với lên, hoặc là kiểu mình vươn tay lên á thì cái áo thông thường nó sẽ có chiều hướng là bị rút lên, thì đối với cái zip này khi mà mình gắn chung với quần á thì nó sẽ không có bị kéo áo lên và lộ lưng. Dạ rồi. Còn đối với mẫu này anh em có thể đi kèm, mọi người có thể mua kèm chung với lại bao tay da. Tại thì mẫu này là cho em cái màu nâu luôn đi. Đây, thôi khỏi, cho em cái màu nâu. Hiện tại mẫu này thì bên mình sẽ có hai màu. Mẫu bao tay da này có hai màu. Tên của nó là Monster 2. Đối với mẫu da này, anh cho em. Ở đây nó sẽ có các lỗ thoát khí ở phần ngón tay, phần đốt ngón tay và phần trên trên phần mắt cá ngón tay này thì sẽ có một cái lớp để bảo vệ khi mà mình có bị té hay va đập thì cái phần tay này mình chà xuống đường cũng không có sợ là bị ảnh hưởng hay gì. Có những mẫu bao tay da thì mọi người sợ là đeo nó không có bảo vệ được cái phần mắt cá tay này nè, thì cái mẫu này sẽ đảm bảo được luôn. Em tay con gái mà vẫn mang luôn. Hiện tại thì mẫu này đang có giá là 3.890.000. Ở đây nó sẽ có hai màu, một cái là màu nâu và một cái màu đen. Màu nâu này là tức là màu nâu truyền thống luôn của các dòng cổ điển luôn, nâu cổ điển luôn. Dạ. Em sẽ giới thiệu thêm cho mọi người về một số mẫu áo. Ví dụ mẫu mẫu này đi. Mẫu này là mẫu Roamer 2. Đây. Đối với mẫu áo này nó cũng sẽ có lớp lót. Lớp lót này thì nó có cả lớp lót tay luôn. Thì nếu mà đối với khí hậu thời tiết ở Sài Gòn á, em nghĩ là mọi người nên để cái lớp lót này mình dùng cho cái việc khác đi. Mình sử dụng mình gỡ được cái lớp lót này ra như thế này, nó cũng dễ gắn lại lắm chứ không có khó gì hết. Dạ đây, ở đây nó cũng sẽ có giáp vai. Giáp vai này là được tặng kèm luôn, mình không có cần mua, cũng dễ dàng tháo ra. Dạ đây. Và đặc biệt hơn là mẫu áo này nó có in logo nổi, dập nổi luôn, dập trên da luôn, thì nó sẽ và được nhấn luôn. Về phần như lúc nãy em có nói á, là cái mẫu kia á, là nó sẽ không có cái phần đai lưng này thì nó sẽ khó ấy hơn. Còn đối với mẫu này mình có cả hai nút lăn đai, anh em có thể mọi người có thể để như vậy, hoặc là với trường hợp mà rộng quá hay muốn ôm hơn thì mình có thể bóp chặt vô như vậy. Nó vẫn sẽ là một mẫu rất là thời trang. Về mẫu này nó cũng có hai túi và đặc biệt hơn là nó có nhấn thêm một cái zip khóa túi nhỏ ở đây, nó nhấn thêm
Đây là một thêm một điểm nhấn cho mẫu này. Và cái mẫu áo khoác da này cũng có khả năng kháng nước. Thì mình đi mưa nhẹ thôi, chứ mưa mà to quá thì cũng không thấy được. Còn da thông thường mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ khó bảo quản về là độ ẩm đồ này kia. Mọi người sợ là đi mưa mà bị ướt da á, dễ bị mốc hoặc là gì đó. Thì hiện tại bên em có bán luôn một bộ sản phẩm. Cái này là chai xịt chống thấm nước cho da. Thì để em test thử cho mọi người coi nha. Anh Bảo giúp em test thử cái. Mình chỉ cần xịt lên và lớp này tự khô đi thì nó có khả năng kháng nước. Hiện tại có chai nước. Nước. Anh cho em xin ít nước. Em sẽ xịt trực tiếp lên nguyên một bề mặt này nha. Đối với sản phẩm chai xịt chống thấm này á thì hiện tại bên em đang có giá là 449.000 cho một chai này. Anh ấy tép nước chống thấm. Dạ đây. Đây mà. Nó sẽ chống thấm nước, nó không có thấm bên trong được. Thì cái về đó thì mình sẽ không có lo là da nó sẽ bị ẩm hay là bị ứ nước lại á, và nó sẽ nhanh hư da thì cái chuyện nó sẽ không có, và sẽ giúp mọi người yên tâm hơn trong cái việc mà đi mưa. Thì cái chai này á mình cũng có thể mua về mình sử dụng cho các loại giày, giày da, giày dép da cũng được. Áo này cũng có túi trong và cả một lớp thoát khí, lớp vải thoát khí, cho nên là mọi người cứ yên tâm mua đồ da bên em thì tất cả đều có bảo hộ, có các lớp lót bảo vệ vai, khuỷu tay, và yên tâm về độ mặt là vẫn mát, giữ cho anh em kiểu khỏe hơn. Khi mà mình chạy xe thì mọi người cứ nghĩ ôi mặc áo khoác da nóng nực này kia, nhưng mà khi mà bên em nhập cái sản phẩm này về, nhập cái áo này về thì tụi em cũng phải suy nghĩ là nó có thích hợp với khí hậu ở Việt Nam mình hay không thì mới dám chắc là nhập về. Thì mọi người cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu áo đây này. Anh bạn đây cũng là một trong những mẫu mới nhất của Revit. Mẫu Fly. Em sẽ quay sơ trước cho mọi người coi và cho bạn mẫu mặc lên. Hiện tại thì mẫu này em đang có hai màu, màu nâu và màu đen. Trước mắt là nhìn thấy là có một logo Revit rất là đẹp nằm trước ngực. Mẫu này thì nó nhấn logo nhiều hơn. Phần trước áo, tên thương hiệu, phần vai, ở phần tay cũng có tên của Revit. Và tiếp theo là ở sau. Sau lưng vừa có logo vừa có tên. Đối với mẫu này á, nó khác hai mẫu áo lúc nãy em vừa giới thiệu á, là lớp lót này là lớp lót không có tay. Thì nhiều hôm có những ngày mà Sài Gòn có thời tiết lạnh buổi sáng á,
thì mình đi ra đường, mình mặc kèm theo cái lớp lót này, và buổi trưa về thì mình cũng tháo ra được, hoặc là mình cũng có thể mặc chung. Em thấy tầm này là mọi người nên mua những sản phẩm áo da này là thích hợp nhất, tại vì mình chuẩn bị mua mặc trước cho mùa đông, chứ tới khi mà tới tháng tầm khoảng tháng 10, tháng 11, 12 thì khi đó hàng đẹp em nghĩ là cũng không về kịp hoặc là không còn á, nên là mọi người mua. Hiện tại đây là những mẫu mới nhất của Revit hết. Đối với mẫu này cũng có phần để dài, có giáp, giáp lưng. Mình có thể dễ dàng tháo ra. Ví dụ đi trong thành phố hoặc là đi cà phê này kia thì mình tháo giáp ra mình mặc không thì nó vẫn thời trang. Dạ đây, mẫu của em mặc xong rồi. Anh ra đây để vậy xoay một vòng. Anh xoay sau lưng. Mọi người thấy lên form rất là đẹp. Ở phần đây là có một lớp giáp bảo vệ vai và cái gờ. Thì cái da này cũng là da chống thấm, và cái chất da này nó có khả năng là chống chảy xước, nó sẽ cái độ chảy xước của nó sẽ khó hơn, tại vì da bên em là 100% là da thiệt. Và đồ của thương hiệu Revit thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng và sản phẩm. Dạ, rồi. Đối với mẫu này thì có túi, túi và cả dây tăng, dây ở có dây túi này, mình có thể bỏ đồ, bỏ chìa khóa vân vân. Mẫu đối với mẫu này thì nó sẽ có cái lớp vải, vải thun, vải này nó có độ giãn thì nó cũng sẽ thích hợp cho cái việc cử động tay của mình, và còn cũng có cả giáp khuỷu tay, nhưng mà nó sẽ dễ dàng hơn do cái vải này nó có độ thun, có một chất thun co giãn được phối ở phần vai sau lưng nữa, cả phần vai này. Dạ đây, đây phần vai đây cũng được nữa. Mình có thể dễ dàng co vai đối với cái này. Dạ rồi. À, đối với áo này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là bán giá 14.699.000, thì anh em có thể mua, mọi người có thể mua trong ngày hôm nay và ngày mai. Thì hiện tại bên em đang có thêm một cái chương trình đó là giảm 15% cho hóa đơn trên 15 triệu, thì nó chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai thôi, cho nên là mọi người tranh thủ. Và còn cả một chương trình rất đặc biệt trong buổi livestream ngày hôm nay, đó là hai hot deal. Cho em hai hot deal. Dạ đây, đó chính là hai đôi giày. Hai đôi giày này, đôi này là đôi du cân. Thì hiện tại á, bên em đang bán đôi giày này với giá là 7.190.000. Nếu mà mọi người chốt like nhanh thì sẽ được mua đôi này với giá là 5 triệu. 5 triệu một đôi giày da rất là đẹp. Đây là đôi giày da, chất da lụa. Và một đôi Mohawk. Đôi này thì em sẽ sale trên livestream này là 5 triệu tư. 5 triệu tư cho đôi. Anh camera đối với đôi Mohawk này thì
Đây em sẽ giới thiệu cho mọi người xem, em sẽ cho mọi người coi cận trước bên trong của đôi này. Nó sẽ có một cái lớp đây, lớp này thoáng thoáng khí giúp mình mang nó sẽ mát hơn, và thường thì giày bảo hộ á, nó sẽ có thêm một cái đồ bảo vệ mắt cá chân. Đây. Em thấy là đôi này mọi người mua mặc thời trang, đồ mặc đi chơi, đồ này kia cũng được á. Chứ không có cần nhất thiết là phải những người anh em mọi người chơi xe thì mọi người mới mua được. Mấy đôi này mình cũng có thể phối đồ mít đồ rồi. Hoặc là mẫu du cần này, mẫu này thì nó chuyện hơn là nó là chất da lộn, cũng có khả năng kháng nước luôn, chống thấm. Thường mọi người nghe chống thấm mọi người sợ là mang xong rồi bí đồ này kia, thì mọi người cứ yên tâm là bên trong nó cũng có một lớp thoát khí, nó sẽ giúp thấm thấm hút, thì mọi người không có sợ bí. Còn vấn đề mà mọi người còn lo lắng hơn á, khi mà mang vớ á, thì cái lớp này nó sẽ bị cắt á, thì hiện tại bên em cũng có bán vớ luôn. Vớ thì mình mang chung thì nó sẽ vớ bên em mang thì sẽ bao mát, không sợ là nóng bí chân. Và đặc biệt của hai mẫu nhạy này, nó sẽ có lớp này, đây là cái đai bảo vệ con chân, đá bảo vệ ngón chân khi mà mình đá số. Thì nó có thêm một cái dây thun ở đây, rất là dễ dàng gắn vô cũng như tháo ra. Cái dây này thì mình sẽ được tặng kèm khi mua giày luôn, chứ không bán rời. Dạ. Không biết là nãy giờ mọi người có thắc mắc rằng em để cái chai này ở đây để làm gì không? Thật ra thì hai chai này là bộ sản phẩm để bảo vệ và làm vệ sinh đồ da. Em sẽ test thử cho mọi người coi. Em sẽ test trên mẫu này đi. Em cho mẫu mặc một áo, em test trên một áo cho mọi người thấy được hai mẫu. Chai này trước. Em xin cái khăn. Đây. Đây là vết dơ trên đồ da. Thì chai này sẽ là chai xịt rửa vệ sinh. Sẽ xịt. Sao nó không lên à, mọi người thông cảm, hơi có sự. Còn chai này là chai bảo quản, sau khi mà mình xịt cái chai vệ sinh lên và vệ sinh xong cái phần da này, mình sẽ sử dụng chai này để giữ giúp mềm da hơn. Dạ, anh giúp em xịt. Mọi người thấy nó sẽ sạch hẳn cái vết này. Đây sẽ kiếm một lớp so sánh. Mọi người nhìn thẳng, thấy khác hẳn không? Một bên đây, da bên đây dơ hơn. Đây là sau khi đã vệ sinh. Dạ rồi.
Và bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng chai này xịt lên bề mặt da còn bảo quản, và lấy khăn lau nhuộm qua. Là nó sẽ giúp da của mình bền hơn, chống ẩm. Và thường á, sẽ có những loại da mà mình để lâu á, sẽ bị, khi mà mình không sử dụng tới á, mình để lâu, bảo quản lâu trong tủ cũng vậy, nó sẽ bị mốc, bị nứt da. Thì khi mình mua hai một bộ này về sẽ giúp anh chị giải quyết được cái vấn đề là sợ da bị hư, nhanh hư trong thời tiết nóng ẩm. Và hiện tại em đang bán bộ này với giá là 890 ngàn. Nếu mà mình mua bộ dưỡng này chung với lại cái áo khoác da là em thấy là cũng hơn 15 triệu và mình đã được giảm 15%. Và hiện tại thì đối với tình hình dịch bệnh á, thì bên em cũng sẽ free ship và giúp mọi người đổi trong vòng 7 ngày. Hoặc là mọi người cũng có thể đến địa chỉ là 224 đường Mai Chí Thọ để xem và trải nghiệm qua sản phẩm. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người coi về giáp nữ nha, da nữ. Đây, đây là mẫu da, mẫu này thì nó có phối màu xanh và kem, màu đúng ở ngoài của nó là màu xanh min và trắng kem. Em thấy màu này rất đẹp, mấy anh mua cho mấy chị mặc đi chung, đi phượt này kia chung rất là ok luôn. Hiện tại thì mẫu này em đang có hai màu, màu này và màu đen. Đen đây. Anh Bảo ơi, giúp em cầm. Đây là một mẫu màu đen. Là em sẽ mặc thử mẫu này nha. Em sẽ mặc thử cái màu này. Mọi người cứ yên tâm về size áo. Mọi người cứ để lại số điện thoại hoặc là inbox riêng về chiều cao, cân nặng thì bên em sẽ có những bạn hỗ trợ tư vấn cho mọi người về size áo cũng như mà màu sắc. Dạ rồi. Đối với mẫu áo này, nó cũng có một lớp giáp ở phía tay, vai và cả lớp lót. Lớp lót này thì không có tay. Cái này mình có thể tháo, dễ dàng tháo rời luôn, cũng giống như áo nam luôn. Vào trong đây cũng có một lớp thấm hút. Ở đây thì cũng có một cái túi cho chị em bỏ điện thoại. Em sẽ kéo khóa thử cho mọi người coi. Đây là sau khi áo đã lên form. Dạ rồi. Em sẽ xoay cho mọi người coi một vòng áo form. Đối với cá nhân em thì em thấy mẫu này rất là đẹp. Khi mà mình cũng có thể mặc đi dạo phố, rất thích hợp. Mình chỉ cần bỏ lớp giáp bên trong ra thì nó vẫn là một cái áo rất là thời trang, không có sợ ngại. Hay là có nhiều chị em cứ nghĩ là mặc giáp chắc là kiểu đô to, khó chịu, nóng nực. Nhưng mà đối với cá nhân em thì em thấy nó vẫn rất là thời trang, nhìn đẹp, ngầu, cool ngầu. Dạ rồi. Đối với mẫu áo này cũng có thêu logo của Revit sau lưng, có phần nhấn eo, tạo cảm giác vẫn là mềm mại cho mọi người.
chứ không có kiểu là cứng quá cứng nhắc. Đây, mọi người sẽ thấy rõ được cái phần eo nó nhấn, tạo điểm nhấn, và cũng có cả phần túi. Và đây là màu đen. Màu đen thì nó thiên về cổ điển, nhìn nó sẽ ngầu hơn. Ở đây phần vai tay cũng có điểm nhấn là hai sọc trắng nè. Tạo đây, không biết mọi người có nhớ ra mẫu áo này không? Lúc nãy em có like ở đầu livestream á. Hai mẫu này mình có thể mặc kèm couple chiều chiều mọi người đi dạo mát. Đối với mẫu áo nam này là giá là 13.299.000. Còn đối với mẫu áo nữ là giá là 12.499.000. Khi mà mình mua sở hữu hai cái áo này, em thấy rất là đáng tiền á. Vừa mặc có thể là đi cà phê, mặc thời trang đi ở phố, chứ không có nhất thiết là mình phải đi tour hay là đi chơi xe đua rồi này nọ mình mới có thể sở hữu một bộ giáp áo da như vậy. Khi mà mình mua hai áo là mình đã được giảm 10. Cái giá lúc nãy em đọc là chưa giảm 15%, mà còn nếu mà mọi người chốt và mua hai áo thì mình sẽ được giảm 15% cho hai áo trong ngày hôm nay và ngày mai. Hết ngày mai là bên em sẽ không phải áp dụng chương trình giảm 15% nữa, nên là mọi người nhanh tay inbox rồi chốt đơn. Và em cũng xin nhắc lại về cái hot deal ngày hôm nay là giảm giá ngay hai đôi giày Yukon và Mohawk. Thì đôi Mohawk thì bên em đang giảm còn 5.400.000, còn đôi Yukon thì giảm còn 5.000.000. Em chỉ chốt trong livestream và sau live 30 phút, nên là mọi người cứ nhanh tay inbox. Hiện tại thì cả hai đôi bên em đang đủ size, còn đủ size hết, thì mọi người cứ nhanh tay inbox để có được size vừa ý và cũng như là được giá tốt trong deal. Anh cho mọi người coi lại cái mẫu này đi, tại em thấy cái mẫu này và tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu nữa. Mẫu này là mẫu Luna, đối với nữ, dành cho nữ, style nữ. Mẫu này thì nó sẽ có là da phối với vải và như thường lệ cũng sẽ có một lớp lót đi kèm, có một lớp lót giữ đi kèm và dễ dàng tháo luôn. Dễ dàng tháo lớp lót ra được. Và cũng có chỗ để giáp lưng, cũng rất là đơn giản. Các dòng áo của Revit thì phần mà để giáp lưng tháo rồi rất là dễ dàng. Cho nên là chị em khi mà có mua cái sản phẩm này á, mình cũng đừng lo làm sao mà tháo giáp ra được, làm sao mà con gái thì có thể làm được, thì mọi người cứ yên tâm là cái mẫu này rất là dễ dàng tháo. Và đặc biệt nó cũng có cả phần zip để gài các loại quần của Revit đi kèm, không giúp không bị lộ lưng. Về mẫu này có thêm các điểm nhấn, ví dụ như phần lớp vải đây. Nó sẽ có độ co giãn, sẽ giúp cái phần tay khi mà mình mặc áo vô nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như ở phần eo.
Phần eo này cũng có một lớp luôn. Em sẽ mặc thử cho mọi người coi. Cái size này nó hơi rộng với em. Để đây, ở phần tay nó sẽ có cái khóa zip như vậy. Size này mặc hơi rộng. Và ở đây cũng có một lớp bảo vệ khuỷu tay chống va đập. Và cái lớp này rất là thoải mái, co lên co xuống dễ. Ở phần vai nếu mà mọi người thích mặc rộng rãi hay gì thì mọi người mua cái size mà vừa á. Khi mà mọi người có thêm lớp lót ở trong á, mọi người lựa cái size có lớp lót luôn. Mọi người mặc vừa ôm người, tại vì mọi người bỏ lớp lót ra là thoải mái. Rất là dễ chịu, thích hợp cho những chị mà mới chơi xe cũng được. Em thấy rất là ngầu á, dễ chịu, thoải mái, không có lo gọi là khó cử động tay hay gì hết. Mọi hoạt động được tay vẫn rất là đơn giản. Nhưng mà ưu điểm của cái màu áo này là không có túi, không có túi hai bên, nó sẽ không có để cái túi lộ zip ra, là nó có cái một cái túi ẩn nằm bên này. Vậy đây, đây là cái túi ẩn, rất là thoải mái, đựng được điện thoại, khóa xe. Xong, đó là thêm một mẫu áo giáp bảo hộ bằng chất da dành riêng cho nữ. Đúng rồi, mẫu này cũng xong luôn ha. Em sẽ cho hai mẫu này lên. Tiếp theo em sẽ giới thiệu về áo nam đi. Áo nam em còn một mẫu nữa. Đây, mẫu áo khoác nam. Màu này nó là một màu nâu sẫm, chứ không phải là màu đen hẳn nữa. Màu nâu sẫm. Mẫu này thì logo được may nổi, rồi thêm một lớp da nữa, và có các đường may nhấn. Mẫu này là mẫu Vogue, thì hiện tại mẫu này bên em đang bán với giá là 17.999.000. Nếu mà mọi người mua trong hôm nay và ngày mai thì mẫu này sẽ được giảm 15 triệu, giảm được
được giảm 15% do nó là giá hơn 15 triệu. Ở trong đây nó cũng có một cái túi, túi nằm trong. Mẫu này thích hợp đi thời tiết lạnh. Và cũng có một lớp, đây, một chỗ để giáp lưng. Đối với mẫu áo này thì nó có nhược điểm là không có lớp lót, lớp lót nó là may cố định luôn, nhưng mà được ở phần tay nó sẽ là lớp vải thoát khí, thì nó vẫn giữ được cái độ thấm hút cho mọi người. Dạ rồi. Em sẽ cho bạn mẫu mặc mẫu này lên. Nhưng mà hiện tại mẫu này là size 52. 52. Với mẫu này thì nó sẽ thiết kế khóa kéo lệch sang bên phải một chút. Và ở đây mọi người cũng có thể tháo này ra, bóp ra đây. Và mọi người mở này ra, mọi người bóp cái này lại ở đây. Nó vẫn sẽ là một mẫu áo nữa, giúp mặt mát mẻ hơn. Xoay một dòng. Anh xoay mọi dòng. Đây. Ở phần vai đây có các điểm nhấn, nhấn eo. Mọi người cũng đừng quên là đối với giáp bảo hộ thì lúc nào cũng sẽ có lớp bảo vệ ở khuỷu tay. Đây, phần khuỷu tay may. May rất là chắc chắn luôn, mọi người yên tâm. Và cũng dễ co giãn. Ở phần tay áo này nó cũng có một cái khóa đây. Mọi người cũng có thể tăng size áo ra, tăng size cổ tay ra giúp thoải mái hơn. Khi mà mình đi xe đi nhanh hay gì á, rồi cũng sẽ giúp mát. Và ở đây cũng có các túi, túi bên hông hai bên và túi ở. Túi này chắc đựng thuốc lá hả? Ừ. Thuốc này túi đựng được thuốc lá. Và ở trong đây có một cái túi ở bên trong, mọi người có thể đựng được điện thoại cũng như bên này. Túi đây rất rộng luôn, hơn cả một bàn tay của em, rất là thoải mái. Và tiếp theo là một mẫu hơi thiên về màu xanh rêu một xíu. Mẫu này nó hơi xanh rêu chứ không phải là màu đen, cũng không hẳn là màu nâu. Mọi người có thể ghé tận showroom để mọi người coi thử, để mọi người trải nghiệm cảm nhận được cái chất da nó đẹp như thế nào và màu sắc nó như thế nào. Em thấy mấy màu này rất là dễ mặc, màu thiên về cổ điển. Thường thì dòng áo da mình mặc nó sẽ chống, nó kháng nước. Đây cũng có một lớp lót không tay, lớp này mình có thể bỏ ra dễ dàng tháo. Mọi người cứ yên tâm là lớp này đi kèm chung với áo nha, không có phải là mua thêm hay là gì hết. Mẫu này là mẫu
Huntington hả? Với giá là 14 triệu 990 ngàn. Size này hơi rộng so với mẫu bạn mẫu bên em. Size này là size 54. Thì đối với các anh em, anh cao 1m65. Nặng khoảng anh bảo anh nặng bao nhiêu ký? Nặng 75 kg. Anh bảo nặng 75 kg. Thì những anh nào mà cao hơn một chút hoặc là có số cân cân nặng á, nặng hơn một tí thì mặc mẫu này rất là đẹp luôn, ôm vừa dáng. Do bạn mẫu em còn hơi mặc chưa được ôm á, không đúng size. Dạ rồi, mẫu này thì cũng sẽ có túi hai bên và kèm cả dây cương. Đây một cái đai rộng quá bóp lại, bên đây cũng vậy. Mọi người có thể căn chỉnh size tùy ý. Đây, đây là phần sau lưng áo. Logo thêu nổi rất là đẹp. Phần túi anh co tay thử, mọi người thấy cái độ co rất là dễ chịu, mọi người thấy không? Chứ không phải là cứ mặc áo da là sẽ bí rồi khó cử động rồi nhìn thô. Bên em thì đồ hay revis sẽ không, nó không có những thứ đó. Và ở đây nó còn có cả thêm các đường may, đây sẽ giúp nhìn cái áo trông mềm mại hơn, nhìn không có bị cứng nhắc quá. Cho mọi người coi rõ hơn cái bên trong. Mọi người cứ yên tâm là cái áo này đều có túi bên trong giúp mọi người để điện thoại dễ dàng. Không biết mọi người có còn nhớ hot deal hôm nay của em không ha? Em chỉ chốt trên livestream cho đôi giày Vuken với giá 5 triệu và đôi Mohawk với giá 5 triệu tư. Em sẽ lấy lại cho mọi người coi hai đôi giày đó. Mọi người đợi em một xíu nha, em sẽ lấy thêm cho mọi người coi thêm cả màu đen của đôi Mohawk này. Anh giúp em cái bàn này lại. Đúng rồi. Để em lấy giày cho mọi người coi giày. Dạ đây. Đây là đôi Mohawk màu đen. Hiện tại thì bên em còn đủ size cho nên là mọi người cứ chốt nhanh trong livestream nha. Và sau khi em tắt live 30 phút, đôi này em sẽ chốt với giá là 5 triệu tư. Mọi người cứ yên tâm, những mẫu giày da này rất là hợp thời trang luôn, đế êm mềm. Và đôi Vuken này với giá là 5 triệu, chất da lộn đầu, bảo vệ mũi, bảo vệ ngón chân cứng. Cái phần đầu này rất cứng luôn, mọi người đá số rồi mọi người cũng không sợ. Với lại cái mẫu này á, nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc gập chân. Mọi người nghĩ á, là mang giày bảo hộ á, nó sẽ cứng, mọi người không có cảm được đất á. Nhưng mà đối với hai mẫu giày này thì em thấy là mang rất là dễ chịu luôn. Cái phần chân này của mình nó không có quá cứng á, phần đế này mềm dễ, mọi người không sợ. Đây thêm mẻ như vậy, cái phần này nó cũng không có bị lằn lại nè, và có cả phần bảo vệ mắt cá chân, phần gót bảo vệ gót. Đôi này thì điểm nhấn của nó là có thêm cả màu trắng, đế trắng rất là nổi bật luôn. Em chỉ chốt trong livestream này và sau khi em tắt live với giá dành cho đôi Vuken này là 5 triệu, còn đôi Mohawk này là 5 triệu tư. Cho nên là mọi người nhanh tay inbox để lại số điện thoại hoặc là
inbox riêng ra về size chân thì các bạn sale bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người là về size giày, kiểu chiều, số đo chân, thì mọi người sẽ lựa được cái size giày thích hợp. Và thậm chí bên em cũng pre-ship cho mọi người, pre-ship toàn quốc luôn. Dạ rồi. Thì mọi người nhanh tay chốt deal nha. Thì nó chỉ diễn ra sau khi em tắt live này là chỉ 30 phút thôi. Em không biết lúc nãy giờ chắc có mẫu này còn đủ size không ha. Dạ rồi. Thì mọi người cứ nhanh tay chốt trong livestream cũng được, hoặc là sau livestream 30 phút thì mọi người sẽ có giá là đối với hai đôi này là 5.4 triệu, còn đối với đôi du kình đẹp là 5 triệu. Em chỉ chốt trên live này thôi nha, với sau live 30 phút thôi, cho nên mọi người cứ nhanh tay đi. Rồi thì hôm nay em đã chia sẻ cho mọi người về các sản phẩm áo khoác da, giày da, bao tay da và cách bảo quản. Bên em cũng có bán các sản phẩm bảo quản, thì mọi người cứ yên tâm, thì mọi người ghé bên đây tụi em sẽ hỗ trợ hết mình cho mọi người về sản phẩm bảo quản cũng như bảo hành. Rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã theo dõi livestream này, và hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư. Và hôm nay em sẽ không bật mí cho mọi người biết nữa là về thứ tư mình sẽ live về sản phẩm gì. Và trước livestream khoảng 1 tiếng thì em sẽ bật mí và sẽ có những cái khuyến mại giảm giá hot deal trong livestream cho mọi người. Thì mọi người hãy nhớ theo dõi và săn sale nhé. Cảm ơn mọi người.